Vùng biển nước đây là bao la luôn. Là người ta một đêm ta cũng hay đi câu nè. Người ta ra ta nhúm lửa nè. À. Nó ta ngồi đây ta câu nè. Ta đem bè rồi ra trong mà ta câu. Ở đây cá gì nhiều ta? Cá đây ít hơn cũng ít hơn. Đúng rồi, nước chảy thấy nước sạch quá. Vậy nó có rong rêu đồ á. Thì cá nó hay à, sáng ba làm giống ông chú này. Đó, mà không đó, bên này là bình thường có bình ở nhà. Bình ở nhà là mình mua 80 ngàn. À. Là mình cứ dặn cái là nó tự xịt. À, tự động. Còn cái này là phải xịt. Dạ. Cái dùng sức ngừ. Dạ. Đó, chẳng. Giờ này nó đã ra gì không? Thấy không? Mưa gì mà. Thấy quá trời luôn. Nước quanh năm luôn, cái mương này nè. Dạ. Nó tứ hết cả gọi mấy người đó nó nói tiếng gì không? Nhưng mà nó vậy nó đâu có, nó đâu có biết tiếng Việt không? Đâu, nó tiếng Việt là thông thường mà. Thí dụ ủa rồi nó đâu có cưới mấy người gì? Là bị lai hết rồi. Lai cũng nhiều. Mấy cái đất này giờ có giá không gì vậy? Kiểu như sao là sao mấy chục triệu, khoảng 50 triệu. Vậy một mẫu là 500 triệu. Người ta bán nhiều cũng không?
triệu và đưa tiền cho ngoại cho ông ngoại. Cuộc sống nông thôn bây giờ nó khác với cái thời mà con nhớ lại rồi. Thời xưa mà lúc con còn nhỏ, còn ở Việt Nam á, con thấy cái kiểu nó cách nó khác hơn nhiều. Hình như nhìn thấy nó xưa nó khổ lắm. Khổ. Mấy móc hết rồi. Con thấy cái việc mà nó dẫn nước vô là thấy quá đã rồi đó. Người ta phải cày bới nước lên. Nước đó nó dập luôn đó. Nếu mà ở đây mà không có mương đó đó, người ta khoan giếng con. Khoan giếng chạy không đủ. Không đủ. Đúng rồi, tại cái lúa là cần nhiều. Cái này nuôi vịt không thấy nữa. Cái gì cái đình à, giống như nhà chùa như là thờ vua Hùng rồi đó. Dạ. Là có cái ông cha thì qua nhậu chung với ba. Cha nhậu á.